em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt ngọc lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thành đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Mắt ngọc lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại gần bên anh, cho anh siết chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thành đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ nay những đêm trăng thành đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Trời, sao lung linh sáng tươi hình bóng anh trong.
trọn đời chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Mai đây khi nắng lên ta nắm tay bước trên đường dài, đưa nhau qua khó khăn đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay từng chúng ta biết bao diệu kỳ. Bay đi trong ánh dương dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Yeah. Đêm nay con đưa chiếc bóng mà em hình ngắm sao trời, anh ngước lên trời cao. Anh ước mong làm sao em như một vì sao sáng tỏa sáng có tâm hồn anh. Tình yêu được ta bằng mãi xanh như là trăng mưa sao, không bao giờ để xa nhau. Ngày là ngày trôi qua và tình cờ bằng mãi theo ta. Dẫu mấy sao dù thế nào tình yêu mãi mãi lên lâu, vì em mãi là một vì sao chiếu sáng trong tôi. Đêm nay em nhớ anh, em ngước lên hỏi sao trên trời.
tỉnh Tuyên Quang xin ta trọng kính trà chánh xứ. Kính thưa quý cổ, quý chức giáo khu Thánh Du Xe, quý chức ban hành giáo đương nhiệm và tất cả quý vị khách quý của gia đình chúng con. Sự hiện diện của quý cha và quý cụ, tất cả quý chức và toàn thể quý vị các lớp bậc trong họ đứa ngồi ngoài của gia đình chúng con trong ngày vui của hai cháu đã làm cho gia đình chúng con thật nhiều niềm vui, và đặc biệt để trong niềm hân hoan được đón tiếp quý cha, quý cụ và tất cả quý vị khách quý của chúng con. Giờ đây cho phép chúng con được mời lên sân khấu tất cả các cha mẹ và các cháu của gia đình chúng con trong ngày vui, trước khi chúng con được trân trọng giới thiệu và mời cha chánh xứ Thánh Hóa buổi tiệc và bắt đầu khai mạc tất cả những điều hạnh phúc của chúng con. Trọng kính quý cha, kính thưa tất cả quý vị hiện diện với gia đình chúng con trong ngày vui, chia vui vì hai gia đình chúng con kể từ ngày hôm nay được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn cho tình yêu của các cháu, chúc lành cho tình thông gia của hai gia đình, hai dòng tộc chúng con, và đã thánh hóa tình yêu của các cháu trong ngày hồng phúc hôm nay. Giờ đây chúng con xin được mời lên sân khấu vì khách quý và đặc biệt với tình thông gia của gia đình chúng con. Một tràng vỗ tay thật lớn, chúng tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu mời lên sân khấu ông bà Du Xe Phạm Quang Minh, vị chủ hôn của tiệc tân hôn của gia đình chúng con. Đồng hành với gia đình chúng con, chúng con trân trọng giới thiệu với gia tứ, quý cụ, quý chức và tất cả quý vị khách quý của gia đình chúng con, ông bà thông gia Du Xe Mai Văn Thêm đến từ giáo xứ Phúc Hải. Đó. Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn quý cụ, chức và mọi người tình thông gia của gia đình con. Và đặc biệt bố mẹ cháu gì xin cảm ơn cùng đi với bố mẹ của hai gia đình chúng con, xin được trân trọng giới thiệu nhị vị đại diện của hai gia đình và hai dòng tộc chúng con. Chúng con và tất cả quý vị quý đang hiện diện với quý cha và gia đình chúng con hôm nay, chúng ta dành một phút để chiêm ngắm và nồng nhiệt chào đón tình yêu của hai cháu Quang Trường và Thu Thảo là chú rể và cô dâu trong ngày chính của tiệc tân hôn hôm nay. Một tràng vỗ tay thật lớn từ quý khách cho phép chúng con được giới thiệu với quý cha, quý cụ, quý chức và mọi người đang hiện diện với gia đình chúng con, cô dâu Thu Thảo và chú rể Quang Trường. Các cháu tiến về sân khấu để được chào kính quý cha, quý cụ và tất cả quý khách quý của gia đình. Cho phép chúng con được thỉnh với quý cha, quý cụ và quý khách của chúng con ít nhiều về hai cháu của chúng con. Chú rể Quang Trường hiện tại bây giờ là nhân viên văn phòng của công ty Đô La Quế Bảng. Còn cô dâu Thu Thảo
Thảo cũng là nhân viên văn phòng nhưng là của công ty Việt Vinh cho phép các cháu tiến hành tất cả những gì đẹp nhất, yêu thương nhất trong ngày lễ tân hôn của mình, trong ít thời gian vừa qua và đặc biệt trong buổi sáng hôm nay đã được cha mẹ mình chánh xứ giáo xứ Cảnh Sạc và cộng đoàn trước sự chứng kiến của cha mẹ đôi bên và tất cả mọi người trong họ đương nội ngoại và cộng đoàn giáo xứ Cảnh Sạc, họ đã hân hoan và thề hứa trước Thiên Chúa và cộng đoàn tình yêu của mình mà hôm nay các cháu xin được đón tiếp quý cha quý phụ và mọi người để được chúc phúc cho các cháu và được đón nhận tất cả phúc lộc từ quý cha quý phụ và tất cả khách quý của gia đình chú Còn và hai cháu. Sân khấu của gia đình chúng con rất nhiều hân hoan và rất nhiều niềm vui cho phép gia đình chúng con, đặc biệt cháu Quang Trường và Thu Thảo cùng với cha mẹ của mình và hàng nhì vị đại diện xin được chào kính quý cha quý cụ quý chức và mọi người đã đến với gia đình chúng con. Và thật nhiều hạnh phúc, rất nhiều niềm vui cho phép chúng con được trân trọng giới thiệu tất cả quý vị khách quý của gia đình chúng con hôm nay. Trước tiên sự hiện diện đầy yêu thương của cha Đa Minh chánh xứ giáo xứ Kẻ Sa Đa cùng chia sẻ những niềm vui với ông bà, sự hiện diện của quý cụ quý chức giáo khu Thánh Giuse cùng niềm vui ấy, quý chức đương nhiệm trong ban hành giáo của giáo xứ Kẻ Sạt cũng hiện diện với ông bà trong ngày vui của gia đình mình. Gia đình chúng con cũng rất được vinh dự đón nhận sự hiện diện của ban phục vụ giới gia trưởng, ban điều hành đương nhiệm của giới gia trưởng giáo xứ Kẻ Sạt. Thật nhiều quý vị bạn hàng đồng nghiệp với gia đình chúng con. Quý cụ, quý ông bà trong giáo xóm Giuse lao động giáo khu Giuse và thật nhiều quý vị khách quý và trên hết là các đấng bậc trong họ đương nội ngoại của ông bà thuộc họ hàng chúng con để đến chia vui, chúc phúc và cho các cháu được đón nhận thật nhiều phúc lộc trong ngày tân hôn của các cháu hôm nay 18 tháng 3 2023. Và cho phép chúng con được trân trọng và mở kính mời lên sân khấu cha Đa Minh chánh xứ giáo xứ Kẻ Sạt sẽ chúc phúc, chúc mừng và tặng quà trong ngày lễ tân hôn của các cháu. Và sau đó người sẽ cùng với tất cả quý vị khách quý của gia đình chúng con khai tiệc và thánh hóa buổi tiệc hôm nay ạ. Chúng con trân trọng kính mời cha. Kính thưa quý cụ, quý chức bàn giáo tân cựu, quý gia đình thông gia hai họ, quý khách mời. Hôm nay chúng ta hiện diện là trước hết là trong thăm lễ cưới của đôi bạn Quang Trường và Thu Thảo, và hôm nay giờ đây chúng ta lại quây quần với nhau chia sẻ bữa tiệc mừng. Trong tâm tình ấy, tôi cùng với quý chức ban giáo hiện diện nơi đây để thứ nhất là cùng với gia đình ông bà tạ ơn Chúa, xin cảm ơn sự phục vụ của ông bà và gia đình. Cũng nhân ngày tiệc vui hôm nay mọi người hiện diện, xin Chúa ban một phúc lành cho hai gia đình, đặc biệt cho đôi bạn trẻ. Xin Chúa ban cho đôi bạn tràn đầy sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, mọi điều may lành hôm nay và mọi ngày trong cuộc sống. Và trong tình thân mến và cảm ơn, xin được gửi đến đôi bạn một món quà để lưu niệm, và xin Chúa như là một dấu ấn ban buồn phúc lành cho đôi bạn. Dạ. Và trong tâm tình gia đình của những người con Chúa, hôm nay không chỉ giáo xứ Kẻ Sạt đâu, mà đây là những người con của giáo xứ Phúc Hải, tòa Đông Phó với lại gia đình ông bà Thêm đây, rồi các cháu đây ngày xưa tôi ở đấy, cháu nhỏ lắm nha,
Hồi xưa tôi ở đấy các cháu nhỏ xíu vậy à. Cũng giống như cái hôm vừa rồi tôi có về nhà tôi coi lại cái hình mà hôm tôi dùng thức ấy. Mới có cách đây 16 năm chứ nhiêu, mà trẻ hơn bây giờ luôn. Nhìn cái hình thấy trẻ hơn bây giờ luôn. Thì hôm nay cũng thấy đôi bạn sau một thời gian giờ được gặp lại, cũng như là một cái cuộc xe duyên giữa hai giáo xứ Kẻ Sập và Phúc Hải. Xin chào đón quý vị hai họ luôn nhá, và những người Phúc Hải thân mến. Giờ đây xin Chúa chúc lành thánh loát của anh cho chúng ta chia sẻ. Nhân dân cha bà con và thánh thần amen. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con và những của anh do lòng yêu thương Chúa ban cho chúng con hưởng dùng nhân ngày chúng con tham dự thánh lễ cũng như tiệc tân hôn của đôi bạn Quang Trường và Thu Thảo hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân dân cha bà con và thánh thần amen. Xin chúc mừng và chúc mọi người ngon miệng nhé. Chúng con xin được hết lòng cảm ơn cha đại biểu chánh xứ giáo xứ Kẻ Sập đã chia sẻ với chúng con tất cả những cái kỷ niệm của người đối với Quang Trường và đặc biệt đối với Thu Thảo cũng như ông bà thông gia đến từ giáo xứ Phúc Hải. Giờ đây cho phép chúng con được cùng với các cháu bước vào lễ đăng quang tình yêu của mình trong ngày hạnh phúc của các cháu. Trong kính quý cha, kính thưa quý cô, quý chức, quý ông bà và tất cả quý vị khách quý của gia đình chúng con, có lẽ chúng ta không cần phải bàn luận về tình yêu của hai cháu Quang Trường và Thu Thảo. Và hôm nay chúng ta chỉ đón nhận sự hiện diện đầy yêu thương của cha chánh xứ, và đặc biệt đối với ông bà thông gia đến từ giáo xứ Phúc Hải và chúng con ông bà Phạm Quang Minh đã cho đồng thuận để cho phép các cháu được đến với nhau trong những thời gian vừa qua. Và có lẽ cũng với tâm tình của cha chánh xứ, chúng con cũng rất hạnh phúc và đầy những niềm vui vì cảm thấy rằng con cháu chúng con là sự xe duyên liên kết giữa hai giáo xứ Phúc Hải và Kẻ Sập, để tình yêu của các cháu thật nhiều những ý nghĩa và thật nhiều những kỷ niệm để bước vào cuộc sống riêng của hai cháu kể từ hôm nay. Được trọn vẹn như tình yêu của mình hôm nay, sự đồng thuận là sự đồng thuận của hai gia đình đã vun đắp cùng với tất cả các bạn bè để các cháu hôm nay có được tất cả những gì hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất và nhiều yêu thương nhất. Chúng con xin được giới thiệu vị đại diện cho gia đình ông bà Giuse Phạm Quang Minh sẽ phát biểu lời chào kính và lời gửi tất cả quý vị khách quý của gia đình chúng con. Xin được trân trọng kính mời vị đại diện cho gia đình ông bà Phạm Quang Minh. Lời đầu tiên, chúng tôi xin đại diện bên họ nhà trai gửi đến tất cả quý vị lời chào sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý cha, quý chức, quý quan viên họ nhà trai cũng như quan viên họ nhà gái cùng tất cả họ hàng thân bằng quyến thuộc, quý vị đã dành nhiều thời gian quý báu và đường xá xa xôi đã đến đây hiện diện nơi đây để chúc mừng cho ông bà Minh cũng như chúc phúc cho đôi bạn trẻ được trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Một lần nữa, thay mặt cho ông bà chủ hôn, chúng tôi xin cảm ơn và chúc quý vị có một bữa tiệc thật là ngon miệng. Xin trân trọng cảm ơn. Đồng thuận trong tình yêu của các cháu và hiện diện yêu quý nhất của gia đình chúng tôi là sự hiện diện của vị đại diện và ông bà thông gia và quý quan viên của họ nhà gái đã đến ưu thương vừa để tình yêu ngày lễ tân hôn của các cháu được mọi điều tốt đẹp. Xin được giới thiệu vị đại diện cho họ nhà gái. Vâng, trọng kính cha Đam Minh chánh xứ Kẻ Sập, kính thưa các cụ, quý chức ban hành giáo và quý cha bác hai gia tộc cùng toàn thể quý vị khách quý đang hiện diện trong khuôn viên tiệc mừng tân hôn hôm nay. Lời nói đầu tiên, chúng con thay mặt cho việc ông bà Mai Văn Thêm về phía họ tộc nhà gái xin gửi đến cha xứ và toàn thể quý vị lời chào rất trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày vui này. Vâng, kính thưa cha và toàn thể quý vị, quả là niềm vui và hạnh phúc vô cùng lớn lao
cho phía gia tộc chúng con hôm nay được hiện diện nơi đây để cùng chia sẻ trong buổi tiệc mừng tân hôn hôm nay. Có sự hiện diện của cha xứ và quý chức ban hành giáo và toàn thể quý vị khách quý đang hiện diện. Đó là niềm vui và hạnh phúc, đặc biệt cũng không thể không nói đến lời cảm ơn sâu sắc của họ tộc nhà gái đến với quý cha bác bên phía họ tộc nhà trai đã ưu ái và đón tiếp chúng tôi hết sức là trong bầu khí yêu thương. Một sự niềm nở để cùng được chia sẻ trong buổi tiệc mừng hôm nay, và đặc biệt hơn thế nữa là mừng cho cô dâu chú rể ngày hôm nay trong cả một cuộc đời hạnh phúc. Và cô dâu chú rể cũng đã trải qua biết bao nhiêu những ngày tháng năm rất dài để tìm hiểu rất kỹ và tìm thấy được ngày vui và hạnh phúc hôm nay. Vâng, trong tình người vấn vương có hương thơm dịu ngọt cỏ cây hoa lá, có âm thanh rìa rạc măng mắt hương quê, một lần nữa con thay mặt cho ông bà chủ hôn phía họ tộc nhà gái xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của cha xứ và toàn thể các cụ quý chức ban hành giáo và quý vị khách quý, đặc biệt là quý cha bác bên phía họ tộc nhà trai. Xin chân thành cảm ơn và xin kính chúc tất cả trong buổi tiệc mừng hôm nay được vui vẻ và ngon miệng, và xin kính chúc tất cả luôn có niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, nhất là trong mùa chay yêu thương này. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn lời phát biểu rất yêu thương của nhiều vị đại diện đã dành cho các cháu Quang Trường và Thu Thảo tất cả những nhắn gửi yêu thương từ các bến bậc, các cha mẹ để tình yêu của các cháu khởi đi, và đặc biệt đối với gia đình các cháu bước khởi đi bước vào từ ngày hôm nay được mọi điều thuận lợi. Giờ đây cho phép chúng ta các cháu Quang Trường và Thu Thảo được thể hiện tất cả những tình yêu của mình và những tâm tư của mình trong ngày lễ tân hôn, và qua những hình thức cắt bánh và rót rượu như truyền thống tốt đẹp của xã hội, để nói lên tất cả những tâm tư và nguyện vọng ước nguyện của các cháu trong ngày tân hôn của mình. Xin mời Quang Trường và Thu Thảo chúng ta đi về tháp bánh để chúng ta thực hiện tất cả những nghi thức cho tình yêu của mình. Lễ đặt quà của Quang Trường và Thu Thảo chúng con xin được bắt đầu. Thu Thảo lựa chọn để xin được thân thưa với quý cha quý cụ và mọi người vị khách quý của mình, và đặc biệt đối với cha mẹ của hai gia đình, với mọi người đang hiện diện chúc phúc cho tình yêu của họ. Chúng con sẽ chia sẻ cho nhau cuộc đời mình, chung tay cắt chiếc bánh tình yêu này để nhắc nhớ chúng con từ hôm nay sẽ là một, sẽ trọn vẹn thuộc về nhau, nhưng sẵn sàng cùng nhau để chia sẻ mọi điều trong tình yêu và hạnh phúc, nhất là những khổ đau trải qua trong cuộc đời chúng con. Còn chúng ta chúc phúc cho các cháu, cho tình yêu của họ, để tình yêu các cháu sẽ luôn liên kết bền chặt, vượt qua mọi khó khăn, để tình yêu của các cháu tới ngày răng long đầu vàng. Các cháu tiến qua để tham dự để thực hiện tất cả những gì tình yêu lòng thắm nhất của mình. Tay rót những ly rượu vào tháp rượu của tình yêu hôm nay. Ý nghĩa sâu sắc và tuyệt vời của hai hình ảnh này, rót rượu và cắt bánh không chỉ là những nghi thức bình thường của xã hội phải có trong ngày đăng quang của mình. Hôm nay trước mặt quý cha, quý cụ, quý chức và mọi người, quý khách quý của gia đình, và đặc biệt đối với cha mẹ đôi bên, chúng ta chúc mừng, chúc phúc cho các cháu, để chú rể Quang Trường và cô dâu Thu Thảo được thể hiện tình yêu của mình qua lễ đăng quang hôm nay, nhắc nhớ ơn gọi của mình đã được Thiên Chúa mời gọi, nhắn nhủ cho nhau bổn phận trách nhiệm trong tình yêu của họ, và dành cho nhau tất cả những ấm tình như men rượu và bầu rượu hôm nay, đồng thời cũng nhắc nhở nhau sứ mạng lan tỏa tình yêu ấy nơi gia đình, nơi công ty làm việc và tất cả mọi người các cháu sẽ gặp gỡ từ hôm nay, để thể hiện tấm lòng yêu thương dành cho cha mẹ và những vị đại diện. Quang Trường và Thu Thảo xin hãy
dâng diệu để dành tất cả những yêu thương và tri ân các đấng bậc sinh thành đã tạo cho mình có một hình hài và đặc biệt đối với tình yêu của chúng con ngày hôm nay trong lễ tân hôn của mình. Chú rể sẽ mời bố mẹ bên ông bà không ra và Thu Thảo sẽ mời rượu với bố mẹ của ông bà của mình là thành phần của chú rể Quang Trường. Bố mẹ đôi bên hãy đón nhận tất cả tình yêu của Quang Trường và Thu Thảo dành cho các đấng bậc sinh thành ra mình. Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao làm ngược hết rồi? Chúng con chắp tay và hướng về các đấng bậc sinh thành để mời tất cả các đấng bậc cha mẹ dùng ly rượu đầu tiên trong ngày tân hôn của chúng con. Xin mời vị đại diện bố mẹ đôi bên hãy nâng ly rượu chúc mừng cho các cháu ạ. 1, 2, 3 Xin cảm ơn những vị đại diện, ông bà Quang Minh, ông bà Thông Giang, Văn Thêm đã dành cho các cháu tất cả những yêu thương trong ngày tân hôn của mình. Xin mời những vị đại diện cũng sẽ đối đến chúng ta trở về bản danh dự của gia đình chúng tôi để sau đó chúng ta sẽ cùng với các cháu gặp gỡ lại quý cha, quý cụ, quý chức giáo khu Thánh Du Xe, quý chức ban hành giáo đương nhiệm và tất cả quý vị khách quý của gia đình. Còn lại Quang Trường và Thu Thảo cho phép các cháu được thể hiện tất cả những tâm tình yêu thương với nhau trong hai ly rượu. Chúng ta chúc mừng và cảm ơn quý cha và mọi người đang hiện diện với chúng con. Một tràng pháo tay thật lớn, chúng ta chúc mừng cho Quang Trường và Thu Thảo ạ. Chúng con xin cảm ơn quý cha, quý cụ, quý chức và tất cả quý khách đã hiện diện với chúng con. Cho phép và hai cháu trở về với gia đình để trong những phút nữa chúng con xin được gặp lại quý cha, quý cụ, quý chức và mọi người thích quý của gia đình chúng con và riêng các cháu trong ngày hạnh phúc hôm nay. Hôm nay gia đình ông bà và các cháu chúng con chỉ tổ chức những giai điệu vượt màn êm dịu trong trong thời gian còn lại của bữa tiệc thật dài hôm nay để dành thời gian thật lặng lẽ đón nhận tất cả những yêu thương của Quang Trường và Thu Thảo để được cảm ơn quý cha, quý cụ, quý chức và mọi người đang hiện diện, đặc biệt các đấng bậc trong gia đình chúng con bằng những nhạc phẩm hòa tấu của ban kỹ thuật Nguyên Linh. Trong ngày vui của các cháu hôm nay, sự hiện diện của quý phụ quý chức giáo khu Thánh Du Xe chia vui với ông bà Phạm Quang Minh và chúc phúc cho tình yêu các cháu Quang Trường và Thu Thảo. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị khách quý của gia đình chúng con lời chúc mừng của vị đại diện quý phụ quý chức giáo khu Thánh Du Xe. Xin kính mời ông bà trở lại sân khấu để chúng ta được đón nhận tất cả những lời nói yêu thương, những lời chúc mừng cho các cháu và gia đình chúng ta trong ít phút của quý cụ quý chức giáo khu Thánh Du Xe và ban hành giáo đương nhiệm. Xin kính mời ông bà trở lại sân khấu.
xin một tràng vỗ tay thật lớn ra từ quý khách. Chúng ta chào đón vị đại diện của quý cụ quý chức giáo khu Thăng Thiên, cháu xin hối giáo khu Thánh Dù Xe. Trọng kính cha Đa Minh Chánh Xứ, xin được trân trọng kính chào quý cụ, quý chức, quý ông bà và quý khách. Các bạn trẻ của cô dâu và chú rể rất thân mến. Kính thưa ông bà bạn, hai cháu Quang Trường và Tu Thảo rất thân mến. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa cùng với niềm vui mừng ngày thành hôn của con ông bà bạn, chúng tôi quý cụ, quý chức, quý bà mụ, giáo khu Dù Xe hiện diện ở đây để được cùng chung vui và mừng cho ông bà bạn có thêm một thành viên mới là dâu Hiền, con Thảo. Cầu chúc cho hai cháu Quang Trường và Thu Thảo mãi luôn hạnh phúc trong tình yêu của Chúa và trong tình yêu dâng hiến cho nhau. Nhân ngày trọng đại đáng ghi nhớ này, quý cụ, quý chức, quý bà mụ giáo khu Dù Xe, chúng tôi xin được gửi đến ông bà bạn món quà chúc mừng. Xin ông bà bạn vui nhận. Xin cảm ơn tất cả những công tình yêu thương và món quà đặc biệt của từ quý cụ, quý chức, giáo khu Dù Xe đã dành tặng cho hai cháu, và đặc biệt chúc mừng ông bà bạn Quang Minh trong ngày vui của gia đình và các cháu. Xin được mời cảm ơn một lần quý cụ, quý chức và mọi người đại diện. Cùng đóng góp tất cả những công lao phục vụ trong nhiệm kỳ này, ông bà đã cùng với quý chức cho ban hành giáo đương nhiệm nhận trách nhiệm trong giáo khu Dù Xe. Hôm nay sự hiện diện rất yêu thương của quý chức đương nhiệm trong ban hành giáo của giáo xứ Kẻ Sặt cũng hiện diện để chia vui với ông bà và chúc mừng, chúc phúc cho tình yêu của các cháu Quang Trường và Thu Thảo. Xin được mời vị đại diện của ban hành giáo cùng với những gì yêu thương, những lời chúc tốt đẹp dành cho hai cháu Quang Trường và Thu Thảo. Trọng kính cha Đa Minh Chánh Xứ, kính thưa quý cụ ông, quý cụ bà, quý quan viên hay họ, kính thưa quý cụ, quý chức, giáo khu Thánh Dù Xe, quý giới và đoàn thể và cùng toàn thể quý khách của gia đình ông bà bạn. Lời đầu tiên, con xin thay lời cho ban giáo đương nhiệm xin gửi lời chào trân trọng đến cha Đa Minh Chánh Xứ cùng toàn thể quý vị, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trọng kính cha Chánh Xứ cùng toàn thể quý vị, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Vâng, hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2023 là ngày vui, ngày hồng phúc và ngày trọng đại của gia đình ông bà bà. Và tại sảnh tiệc này, thay lời cho ban giáo đương nhiệm xin gửi lời chúc cho gia đình ông bà ngày vui hôm nay. Xin gửi lời chúc cho tình thông gia giữa hai gia đình và cầu chúc cho các cháu mãi mãi thủy chung trọn đời và chúc cho các cháu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Quý chức ban giáo đương nhiệm cũng có kỷ vật và món quà gửi đến gia đình ông bà nhân ngày vui hôm nay. Xin được ông bà đón nhận. Bốn, hai ba.
Xin cảm ơn vị đại diện quý bà trưởng và quý chức ban hình giáo đương nhiệm đã dành cho các cháu những lời chúc phúc tốt lành, và đặc biệt lưu giữ lại nơi gia đình chúng tôi những hình ảnh tốt đẹp trong ngày cưới của các cháu, đặc biệt với ông bà bạn Phạm Quang Bình. Trọng kính cha chánh xứ, kính thưa quý cụ quý chức, giữa niềm vui của hai gia đình chúng con hôm nay, đặc biệt của hai cháu Quang Trường và Thu Thảo, nhân dịp lễ Thánh Giuse sắp trở về với tất cả mọi người chúng con, cũng xin được nhân cơ hội này để được thay lời cho ông bà và xin được chúc mừng tất cả quý chức, và đặc biệt xin chúc mừng ông thông gia và chú rể Quang Trường, người con quý của mình cũng mang, và tất cả quý ông, quý cụ, quý chức trong giáo khu Thánh Giuse, và đặc biệt với quý chức trong ban hành giáo những lời chúc tốt đẹp nhân dịp bổn bàn Thánh Giuse trong ngày mai. Tất cả mọi người chúng con tin rằng Thánh Giuse sẽ chuyển tất cả mọi hồng ân đến với tất cả mọi người, và đặc biệt đã ra tất cả những hồng ân đã dành cho gia đình chúng con. Xin ông bà trở về với bản dân dân cùng với các cháu gặp lại quý cha, quý cụ, quý chức và mọi người. Để bắt đầu cho tất cả những chương trình rất vui trong buổi tiệc của gia đình chúng con hôm nay. Yeah.
một nhà, khép đôi mi trong một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt nay sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta giờ đây chung trời mây, ta cùng đón tương lai. Tay cầm tay ta cùng vui sẽ chân bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dẫu gian khó dẫu mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa là trời sẽ nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hello, em ơi, xe chuẩn bị ra về, 10 tiếng mệt mỏi sau lưng muốn kể với em ngày dài ghê. Công trường nắng gió bụi bặm làm anh mỏi như kẻ đôi vai. Những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Nè anh hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn. Buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chưa cơm. Em ơi hôm nay anh phải về muộn, đang vội đến phòng thu. Bản tin thời sự và mic test vẫn còn đang ngấp ngủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em đi việc nhà. Cuối tuần bận đi hoát họ cũng chẳng cùng em được chuyện gần xa. Đêm ngày lo viết câu hát về người ta từ hơi bao đồng. Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì những tháng ngày qua em đã đến bên anh. Và cảm ơn em đã là hậu phương trong ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những tối em thức muộn nhịn đói chờ cơm. Anh rất yêu em và con bài này anh xin viết tặng hai mẹ con. Yo. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau anh một khi lấy em, anh chẳng mấy khi phụ em. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Viết câu yêu thương màu tím
nhau đã như quen từ thuở nào. Tình yêu mộng mơ viết ra thành lời thơ ngọt bùi trên miên thiết tha, hứa cho nhau từng cánh hoa. Yêu thương tình như đã say, ly rượu mừng này không thấy vơi. Đôi môi hồng ôi ngát thơm, ta bên em mãi thôi. Ngày vui đã đến, viết câu yêu thương màu tím. Ngàn đời bên nhau ngất ngây, gửi thơ hồng vào áng mây. Gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em hỡi em có hiểu có hay. Tình anh như núi cao biển sông, gom bốn phương trời xây thành lưới. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em nhìn nhìn chim ngự hồn anh. Em ơi ngồi đây thương nhớ bóng hình, ngồi đây tơ tưởng riêng mình với niềm thương nhớ hay cùng. Em ơi ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm như vầng trăng rọi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều chỗ lối đi về không còn nhiều. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ. Tình anh như núi cao biển sông, gom bốn phương trời xây thành lưới. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em nhìn nhìn chim ngự hồn anh. Em ngồi đây thương nhớ bóng hình, ngồi đây tơ tưởng riêng mình với niềm thương nhớ quay quanh. Em ơi ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm
như vầng trăng rọi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều cho lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ. Nhau
mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về ai. Và anh lại nhớ nhưng giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em từng đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Anh lại nhớ nhưng giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em từng đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân dành hết cho em. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Chan hoa trên hàng cây xanh lá, và rồi mây bay bay, gió lung lay, mắt em cười, ôi chào xinh quá. Bên em con đường hát ca, và trái tim này cũng là đang ca hát. Trộm nhìn em ngây thơ, đời bỗng như mơ, giấc mơ này ta cùng nhau sánh đôi. Người yêu bé bằng ơi, nắm tay anh đi tận cuối trời,
bầy chim sẽ hòa ca, nắng lên tình mình càng thiết tha. Em quay sang cười với anh, nói câu gì nhưng mà anh không nghe thấy. Lòng này đang tây tây tí trên mây, má em hồng, môi em thơm ngát, cao cao khung trời rất cao. Chính lúc này hay là hôn cô ấy, bầu trời cao cao cao, anh thấy đau đau, gió đưa tình bay về nơi chốn nào. Về phố xa, nắng chan hòa trên hàng cây xanh lá, và dù mây bay bay, gió lung lay, mắt em cười, ôi chào xinh quá. Bên em con đường hát ca, và trái tim này cũng là lá đang ca hát. Trộm nhìn em ngây thơ, đời bỗng như mơ, giấc mơ này ta cùng nhau sánh đôi. Người yêu bé bóng ơi, nắm tay anh đi tận cuối trời. Bầy chim sẽ hòa ca, nắng lên tình mình càng thiết tha. Em quay sang cười với anh, nói câu gì nhưng mà anh không nghe thấy. Lòng này đang tây tây trên mây, má em hồng, môi em thơm ngát, cao cao khung trời rất cao. Chính lúc này hay là hôn cô ấy, bầu trời cao cao cao, anh thấy lao đao, gió đưa tình bay về nơi chốn nào. Vị ngọt ngào từ những trái tim đang yêu nhau, anh và em bước đi cùng hạnh phúc. Anh sẽ trong tình yêu em như mây đùa với gió kia ngất ngây khi chúng ta thuộc về nhau. Yêu nhau đi em, quên ngày tháng ngắn
lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên. Sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cao